Xin chào các bạn, mình là Hiền. Xin chào các bạn, mình là Hằng. Chào mừng các bạn đến với kênh BTH Sister. Hôm nay chị em mình sẽ ăn món lagu bò với lại bò kho mật mía. Các món này đều làm từ bắp bò các bạn nha. Mời các bạn cùng ăn với chị em mình nhé. Hôm nay gọi là đại tiệc bắp bò. Lagu bò trước cho nó nóng. Lagu bò với lại bò sốt vang là mấy? Khác nhau chứ. Cái này cũng có rượu vang. Khá không? Không ít, nhưng chắc nó khá. Ngon lắm, ngọt. Cái nước ngọt lắm. Ừ, ngon bò rồi. Ngọt thịt đó. Nhìn cái cục bò nè. Nhìn tưởng nó cứng nóng quá. Mềm. Nhìn hình hình nó không bị nát. Ừ. Mà ăn cũng ngon ghê. Ừ, ngon hơn gà. Ngon hơn lagu gà. Ngon hơn bò kho. Ngon hơn bò kho. Bò kho thì nhiều cái mùi gia vị. Cái này có mùi bơ. Thơm lắm. Ngon phết chứ. Xưa giờ mình hay nấu cà ri á. Nhưng mà cà ri thì dùng gia vị gói bột cà ri nhiều. Nhìn thấy cái vị thịt này không? Ừ. Đúng kiểu cái thịt thầm mình thích luôn á. Ừ. Nói chung là món này ngon, ngon lắm các bạn. Ngon hơn hầm thịt heo nhiều. Thịt heo thì nó sẽ bị khô. Cũng có cà rốt, khoai tây. Ừ. Bữa Hiền kêu kể chuyện gì đó. Gì? Nhà nó hát á. Mà mấy bữa nay Hằng hoang mang lắm các bạn. Tội lắm. Chuyện hai đứa nhỏ cho mình. Hai nhỏ cho mình. Mình đang kể chuyện Hằng các bạn. Mấy bữa nay buổi tối đâu dám đi tè đâu các bạn. Tội dã man. Không dám uống nước. Không dám uống nước nữa. Hằng đâu có phòng đâu. Nhìn cái phòng. Mình đâu sợ. Bà ngủ trong đi. Cái phòng nhỏ bằng cái lỗ mũi. Ống cửa là được. Không thì là ống cửa là được. Còn mình là mình ngủ lỗ tim. Mình đã nói phải nói đi nói lại bao nhiêu lần. Ma quỷ thì làm gì có cái cửa chặn được. Giống như hồi nhỏ. Cứ nghĩ là đắp chăn trùng chín kín chân là mình an toàn rồi. Không được hở chân nha. Hở chân là sợ. Làm như cái chăn là vật chịu ma. Hồi là vi nhỏ nó thấy ma. Không phải nó thấy ma mà là đám dỗ. Đám dỗ ông nội mình cũng ngồi thôi đó, cũng hơn tuổi mới ha. Tuổi không chứ hơn một tuổi á. Lúc biết nói là hơn một tuổi. Ừ, hơn một tuổi á. Bữa nay mình làm đám dỗ. Đám dỗ ông nội mình một tuổi thì hai tháng nữa thôi. Mà cũng không có nói với nó là hôm nay đám giỗ hay là gì đâu. Thì cứ nghĩ là nói nó làm chi, nó biết gì đâu nói. Ừ. Cái đến lúc đốt giấy tiền. Đốt giấy tiền đằng trước á. Nó ra. Nó chỉ vào cái chỗ khó giấy tiền đang bay lên á. Nó kêu mẹ ơi cụ kìa. Ừ. Mẹ ơi cụ kìa, cụ kìa. Mà cả nhà mất hồn. Đấy, cụ đang làm gì anh nói cụ cười. Cụ cười. Ừ. Không biết không. Nó nói là cụ cười. Mà đó nó hơn một tuổi. Các em hỏi chứ mày thấy cụ mặc đồ màu gì? Màu trắng. Cho thấy cụ mặc đồ màu trắng. Thấy ghê không? Rồi lát sau khi nào mình đốt giấy tiền xong rồi á, thấy nó bye bye, đứng cười nó bye bye vậy nè các bạn. À, tự nhiên đứng bye bye vậy. Mình nhìn vô cái chỗ đó nha. Hả? Ủa con bye gì á? Nó bye cụ á. Cụ đi à? Xong lát sao hỏi chứ cụ đâu rồi, là vì nó nói cụ đi rồi mà. Cụ đi rồi. Thấy ghê không? Ngày thường thì nó nói là không thấy cụ mà bữa đó dỗ là nó thấy cụ. Sau này em xấu.
lúc đó Sui cũng, Sui Vi cũng đang dở, cũng thấy cậu tiếp đó. Cũng hai đứa đứng cười chào, đứng như là bị gì á. Cười hỏi thấy gì mà cười á, không cho thấy cụ mà. Cái luôn đây đủ. Bữa là nhằm ngắm dỗ tiếp nào, bữa nó cũng lớn rồi. Ở đó cũng ra đứng, đã đứng nhìn chỗ mà thăm nhang á, đứng nhìn hoài. Xong hai đứa nói với nhau là không có cụ đâu. Không có cụ đâu, chắc lớn rồi không thấy nữa. Lớn rồi không thấy cụ nữa. Vậy là chứng tỏ là con nít nó nhìn thấy đúng không? Hồi nhỏ nó cứ ra chỗ bàn thơm đi, nó ngồi chơi, nó nói chuyện, nó làm gì đó. Ngồi chơi, nó chuyện, cười, cười như là đang giỡn với nó cười luôn mà. Vì á, thì ngồi cười thôi. Nó xấu là cứ đá banh vô. Nói sao chứ, đá banh lại cụ đá banh. Nó cụ đá banh. Đá banh. Ý là đổ cụ đá banh đó. Để biết khiếp chứ. Nó cứ đá banh qua bàn thờ xong nó cười xong nó kêu cụ đá banh. Có ngày cụ làm cho mệt luôn, thế là đó mà đá banh. Thì chắc là có, nó thấy gì đó thì nó mới vậy chứ. Mà không sao nó bịa ra nó nói được. Chính xác vậy. Nói chung là hai lần hai lứa. Đây nói là cụ mặt đồ màu trắng. Mà đợt ngay cả ví dụ gì cái nhà bán nhà gì á cho mua nó. Người dắt con nít theo á, ý là mua nhà, đi mua nhà là người ta hay dắt con nít theo. Con nít mà dưới 1 tuổi á. Mà nó khóc á là không mua nha. Thì nghe đồn là vậy á, mà chắc cũng đúng, bọn con nít có vẻ thấy được á. Cái nhà đó nó con nít rồi á. Khóc âm trầm không hồi sau cả, ngay cả là có mấy người chủ chứ nữa rồi cũng thấy ma đồ này nọ mà. Thấy ma sắp sợ quá phải bán đi vậy các bạn. Bắp bò kho mình mí ăn với lại rau thơm khế. Ăn kiểu mật khô. Hiền thích cái mùi mật mía không? Ngọt, mùi nó ngọt ngào. Công nhận nha, cái này ngon ghê hả? Ăn không thích mùi mật mía. Sao vậy? Biết. Nghe mùi dính dính á, mình thích đó. Cái món này của Nghệ An nè, đúng không? Biết. Biết luôn ạ. Nghệ An Hà Tĩnh á. Này chắc ăn để nhậu á. Đúng không? Nhậu thì được. Ăn người Lai Trai á. Rất khô. Những bọt khô á. Nó giống bọt khô khô hơn. Ngọt hơn. Ở trong này nó không có thấm gia vị bằng bọt khô. Cái này ngọt hơn bọt khô. Ngọt thịt. Ăn kèm với lại khế, chua chát, rau thơm, chấm muối tắc. Ngon. Nhưng mà món này ăn một lúc ngon được nhiều. Ngài ngay chịu hàng. Nhưng mà cái này kho lâu rồi. Một lần mấy bạn kho, mấy bạn kho cả em. Mấy cục bắp bò đi. Mình để tủ lạnh. Để tủ lạnh được lâu quá. Không kho xong mà tủ đá. Rồi ăn lấy xuống quay lại. Cay quá. Cái gì cay? Muối nó không được ớt mà lấy ra tôi bằng không.
Món này á, ăn la ra mấy miếng thôi. Ngon lắm, nhưng mà nhai hơi lâu. Chịu làm, cay quá. Cay lè lưỡi luôn hả? Uống thế gì nữa. Cay thiệt sự. Nếu mình khế thì chứ mình nói ủa sao thiếu vị vậy. Toàn là ớt luôn mà. Món này chắc bọn mình để dành để xem phim ăn tiếp. Mình ăn để cho các bạn biết là cái món này nó rất là ngọt. Hơi cứng, hơi dai đúng không? Hơi dai, thơm. Ăn lai rai hoặc là ăn nhậu rất là ngon. Và bây giờ thì mình không có thời gian ăn lai rai và các bạn coi các bạn chán nữa. Nên mình xin phép dừng clip tại đây các bạn nha. Này để lát nữa coi phim ăn tiếp. Cảm ơn các bạn đã coi đến cuối clip. Các bạn thấy clip của mình hay thì cho mình một like và một share để ủng hộ bọn mình các bạn nha. Nếu mua bắp bò để làm bắp bò kho một miếng và lai gu bò các bạn nha. Xin chào các bạn.